tao mình cũng bị thức. Tới đây mình chào clip luôn. Giờ mời quý vị các bạn đi vô nhà bắt tư chơi cùng với mình nha. Ở đây quý vị là quốc lộ 60 thuộc về huyện Hòa Bắc các bạn. Mình hồi mình gọi quay chút đường mình đi cho các bạn xem quê mình nhé. Chợ xếp của các bạn. Giờ mình quẹo lên cái hướng này là hướng về Bỏ Cây Bắc. Cái đường đó là 882. Rồi hồi xưa chưa kia huyện đó là đi Bãi Giác. Em chào chị Thắm. Đây anh cầm máy cho đi. Lâu chưa? Đợi em lâu không? Lâu hả? Đi nãy đi cái này đi vòng trên Ba Giác là chợ Mắc Rắc các bạn, cho nó gần. Mà ai ngờ người ta không có bán. Người ta không bán ốc đắng, mình mới chạy đi xuống dưới chỗ mình mua hồi nãy là cầu Cái Cấm. Gần cầu Cái Cấm. Ô chào anh Lâm Thịnh. Ô anh em hãy thấy anh. Dạ. Anh tới trước. Chào Tư. Tới trước nãy giờ. Tới trước có cà phê uống ngon nha. Chưa uống ngang được. Chưa hả? Chưa. Chưa uống pha thôi. Dạ. Giới thiệu các bạn đây là bác Tư tước clip tước mình làm cái món cháo dừa ăn với cá kho. Chị Thắm làm dua. Dạ. Nãy giờ anh Tân Thận có thử chưa? Chưa hả? Thôi giờ thử đi. Đi vào đường nãy giờ khát nước rồi. Dạ. Rồi. À người ta bán thấy có gọng sẵn á chị Thắm. À bây giờ mình cứ rửa là mình dạ mình rửa là mình nấu á. Dạ. Hồi sớm có điện cho chị Thắm nói để chị Thắm bẫy dừa bên nhà bên đó với hai lá cách này chị Thắm. Mình nãy giờ mới lộ phải chị? Bác Tư mới lộ. Nãy chú Thận có quay bác Tư lọc dừa đậu lắm. Dạ. Cái bố luôn.
đâu cái búa luôn. Trời ổn quá em đi trễ. Có con da tét mà bắt tư bằng bỏ đâu hết em ơi. Đây cái xác dừa còn này ha. Cái búa mà sao thấy có con dao này nè. Đó búa đó quá. Dao đó gọt cái xe nhỏ sao ngoài đó. Rồi lá cách mình đâu rồi? Lá cách chị làm chị gần sao á. Đây đây đây. À, đây là lá cách. Còn cái này là rau cái gì bữa này cắp cá. Cắp cá với rau ôm. Rau ôm. Đang ngâm. Trời ơi sao có bác Tư nay mưa động nước nhiều quá. Mấy ngày nay mưa nhiều quá các bạn. Có thao bự hơn mình đổi gỗ á chị, lấy cái thao cứ á rau mình đổ vô gỗ đi, lấy cái thao đó này này có thao mới ta mới dạ mới trong ông bắt đầu có kho nữa hả? Cái kho đây có thao bể nè. Mấy ngày nay mưa chắc dột dữ lắm. Thấy đất ẩm mì nè. Nước mưa thăm có cái lỗ này. Giúp được cho bác Tư á, mình lợp lại cái máy to này cho đảo dột mục nát hết rồi. Tư sáng giờ ăn cơm chưa? Cơm rồi. Cái nồi gì đó bác? Cơm à. Mới ăn gì đó hả? Cá kho hả? Có ai ăn chung không? Có mình. Ổng ngày mưa dột chứ không? Dột dữ lắm mà tại vậy đó mình thấy nè. Con dòng dòng nó cắp cái trơn miếng này ở đây luôn. Nó mục rồi nè, nó xét một cái tên rồi nè. Nó chút rồi cả đình là hết trơn. Dạ. Ốc bự không chị Thắm? Nè vậy cũng được rồi ha. Này làm như lựa rồi ha. Điều đúng không ạ? À, ruộng ngon á. Ruộng mình. Ủa mình có ruộng hả? Ốc giống mà. Không quá, ốc ruộng mà ruộng của người ta đó phải ruộng mình. Thử có gì không? Không phải phải không? Không phải chết phải không? Thử thì nó có chết không? Đủ ăn không? 2 kg á. Đủ chứ tờ. À người ta bán 20.000 ký á chị. Được ha. Được, đâu có mắc đâu. Ta bắt gì như vậy, người ta đi lội ta bắt lên người ta bán cho cái người đó bán lại cho mình. Cái người dựa nãy tính quay trong chỗ bán luôn mà người ta không nhớ chị ơi. Bán cho ha. À, thế thôi, không quay luôn. Thì có con có cái vỏ không? Đó. Mình luộc mình đâu cần chế nước ha. Chế tiết nước à. Được, ốc đẹp ha. To hơn có hở mình bắt ở bên bển. Nhỏ qua vài tép xả mình luộc cho nó thơm cái mùi xả nữa. Ờ, có. Xả thì bà Tư bao la. Tư thì đồng ăn trước á, nhiều lắm. Tư nói là tàu cho ai ăn lại nhỏ ăn mà. Anh con có ốc vậy mà nó sống được à? Nó bể cái đít vậy mà nó sống được nè. Nè. Nó liền luôn hả? Đít là cái đít liền không? Coi hai bọng. Đít là cái đít liền không? Đít cái cọn nè, nó không có liền. Ở chừng nó mới bể á, anh chở nó chất nhiều quá này, nó mới bể á. Thì nước tay á. Nó sống rồi, kiểu như mình chưa luộc á. Đây Bác Tư á, xài đa số là nước mưa. Ủa Tư có kéo nước máy chưa Bác Tư? Không, không có, Bác Tư không có. Không có hả chị Thắm? Không,
Bác Tư xài nước mưa nè. Dạ, mưa thấy nước mưa không à? Dạ. Hình như hộ nghèo á mình vô cái nước có được á chị, mà người ta cũng giảm được 50% vậy. Ừ, mà sao bác Tư không có kéo hả? Tư ơi. Sao bác Tư không có kéo? Sao không kéo cái nước gì sao bác Tư? Sáng bên ống mình lẫn gì đó không trò. Ủa vậy hả? Sao kỳ vậy? Đâu bác kéo riêng chứ, bác tự đăng ký hộ riêng của bác chứ. Còn người ta là mình kéo nhờ người ta không cho, mình chuyển người ta được rồi. Hả? Ủa ý nãy là, ý là bác Tư nãy là đi các xã hả? Trời ơi, con đi quay. Chủ nhà không cho. Nó đóng tiền mà nó không cho. Ủa vậy hả? Nó khác có nhà chứ không cho. Cái đó để hỏi lại sao kìa, con cũng không biết nên mốt con hỏi lại cho giùm bác coi. Bác có hộ khẩu phải không? Có hộ khẩu. Từ lên hỏi kìa. Bác có hộ khẩu, bây giờ như là điện là cũng bác hộ khẩu riêng phải không? Cái điện á, điện là tên bác đứng phải không? Độ vậy là đăng ký nước được. Nước mà ý là mình ké vô đây nè. Ké là cô người ta, người ta không cho có quyền. Bây giờ mình ké riêng mình. Mình xin một mình. Ý là bác Tư mình ké đồng hồ riêng của bác. Không quá, người ta giảm cho mình tên hả? À. Nghèo mà. Em kéo chứ đó. Bác Tư không nổi sao? Dạ. Em nhà hộ cận nghèo á, ta cho giảm nó 10% á. Không tiền lấy giống gì mà kéo hỏi. Bác Tư nói hàng tháng tiền điện tiền nước thì không, một ngày Bác Tư lúc nào kẹt không mưa nắng đi, nắng không không mưa rồi nước đâu xài. Bác xài có đây có 12.000 khối, em nghe đâu có 12.000 khối hả? Một tháng cho Bác Tư xài 10 khối đi thì cũng có trăm mấy hả? Ở trăm mấy mà đâu 10 khối nhiều lắm à, cũng khối à. Trời ơi, có nào chục ngàn nữa hả? Ừ, không Trung Thuận ơi, sao anh không xuống quay này anh Trung Thuận? Quay ốc nè. Quay ốc chưa luộc là quay không? Anh không quay hồi nó chín luôn á. Đây. Đây cái nồi ốc của mình đây. Đây, ốc rồi rau. Đâu, đây, giờ nó là kết hợp lại ba món này là cuốn vô một cuốn. Kiểu này chắc Trung Thuận giờ nhà về mỗi cài ở quá. Cứ mỗi lần về mỗi cài ở là có về mỗi cài cái có ăn phải không? Có ăn à. Cái món này đặc biệt phải mình làm nước mắm cho ngon nha. Ê, nước dừa. Ngon là ngon nước mắm á. Nước mắm ngon. Rồi, ok. Món giả là ngon được ha. Mỗi cài là có cái con dao đó hả? Được ha. Đồ ăn à. Hay hay giỏi quá. Tôi giỏi lắm. Bữa nào thấy cái mô giật giật đi bó cả. Tao thường thường tao nói rồi đậu mép rồi á. Rồi nào đậu không ơi không. Cái mô giật giật về đây thấy là không có đồ ăn. Mô giật giật là có đồ ăn. Mới về đây cái Hiền với Thủy đi mua ốc đãi liền. Kênh YouTube được đặt quảng cáo thôi. Chị em mình thấy chứ không? Đâu? Sao vậy? Sao rồi? Hai chị đẹp về. Xấu với nào vừa hả? Không xấu chị nào vừa nè, chứ không nào nữa. Thôi vậy hồi em nào cho. Em xấu em nạo cho. À, không có quẹt chém lửa hay gì thấy. Bất tư có quẹt không? Bất tư có quẹt không? Ốc thì mình luộc bao lắm mà. Khoảng 10-15 phút là chín rồi. Vậy nạo vừa là đẹp á. Dạ. Bất tư biết ý cái bằng nạo, bất tư nạo. Kẻ cái đầu lại cho nó gọn lại mình mới nhấm được. Trái chưa? Trái rồi. Đó, đây. Nãy giờ có đèn tối quá. Có muốn chưa thầy? Bác Tư có bỏ chưa bác Tư? Muốn rồi con. Dạ. Có thêm chặt nữa phải khỏi. Nặng rồi. Khỏi chấm nước mắm. Hỏi sao nè, nó nói chiếc này luộc ốc chấm nước mắm mà khỏi chấm nước mắm đi. Vừa ăn rồi. Thấy bác Tư pha cà phê mấy chị uống chưa? Chưa. Thôi vậy lên uống cà phê đi. Uống cà phê để tan đá hết. Để Thủy nhóm lửa cái mình uống cà phê.
biết sao không Tư? Con mời mấy chị uống cà phê đang rủ con uống với chứ. Lên đây nấu cà phê đi. Cái ruột màng hay vậy chị? Dán màng lại đi. Chị nào? Dắt luôn cho đó. Uống lén lén uống qua ly kia luôn ở. Dắt lên cho sáng luôn. Nãy giờ không ai cái này lén lén uống đi này tâm uống. Có thì nó hết, để coi kiểm tra có liền lưng hơn nha. Đấy, nó nấu rồi đi. Đây là xả, nãy mình nói xả đây nè các bạn. À, từ trồng vậy đó. Dụ như dòng sớm ai có cần ăn á, lại nhổ một cái tép như vậy ăn. À, xả. Cây này hay lắm các bạn. Mình trồng gần nhà á, là hạn chế muỗi. À, muỗi, muỗi đó nó không kỵ xả nè, nó không có lợi. Nãy chị Thắm nói na chỉ đẹp chứ không nạo dừa, vậy là Bác Tư xấu rồi. Nãy con nói con để con nạo, Bác Tư để con nạo, Bác Tư ơi. Rồi. Cho con nạo cho anh biết. Thôi được rồi. Nay mình đẹp mình quen. Sắp xấu với gì ta, để cho quay ra ngoài. Đâu đâu đây Bác Tư, để cho anh là thử con đẹp trai con nạo mới được. Rồi, đâu. Anh ngồi được không nhan chừng cái bằng nạo của ta. Cái bằng nạo bên đó. Trời ơi, dân Bến Tre mà nói không biết nạo dừa gì. Nè các bạn lúc mà cả nhà mà muốn học nạo dừa về liên hệ Trung Thận nha. Anh ngồi anh phải kiểm tra rồi nha. Ngồi kiểu này mấy con cái đáy quần lại là chắc không ra. Riêng, riêng. Riêng không sao, không sao. Cái dừa mà hơi dám dám vậy mình dẻo vậy nè, mình cuốn ốc ăn nó mới ngon. Đúng rồi, cái này là kêu bằng dừa gám rồi các bạn. Nè rồi, béo không? Béo dữ lắm. Béo thử biết. Rồi hèn chi xin đậu dừa lấy do này đây nè. Cái lớp mặt này ngon lắm. Thôi mới canh nha, họ thấy kiểm tra anh thận được với họ thiếu dừa cuốn nè. Cái dừa này nó hơi ấy vậy. Hơi mềm á. Mềm mới ngon á chị. Cái cây dừa hôm bữa mà dừa hả chị? 13 thước. Hả? Cây dừa 13 thước chỉ leo lên đi đọt cái bẻ luôn. Chứ thải xuống anh chụp. Ơi bữa đó cây dừa đã quay rồi người ta thấy rồi. À vậy là thôi rồi hiểu nữ nghe. Cao 13 thước mà chỉ leo chỉ bẻ thải xuống anh chụp. Rồi chụp. Mà anh Thận có quay không? À, mất chụp cái dừa sao quay. Trời ơi, dở vậy. Cái cây dừa nhỏ hôm rồi á. Hái cái lá gì cứ quạ. Cây đó hôm bữa Thủy có bẻ, bữa làm món gì bên Thủy? Bữa bún vịt. Bữa hôm bữa bẻ lấy nước. Vịt nó măng á. Ừ, vịt nó măng, bữa hôm bẻ lấy nước. Nghĩ sao cái dừa lớn vậy mà nó cao 13 mét, chỉ leo đỉnh chỉ bẻ xong chỉ thải xuống kêu chụp. Chụp không có rớt trúng ngay đầu nè, u cục nè, thấy hả? Bác Ngọc Phi sống lại là cự hình liền á, mất cái bản quyền của ông. leo bụi hành bé đẹp kìa. Vậy phải chú Thận quay tôi lên cho tốt. Mày nói đối chứ em đâu dám quay. Được anh Thận, cái khúc đó nó mềm quá khó nạo phải không? Em đứng ở dưới em quay cái em đưa máy quay lên hồi em bị vướng quy tắc cộng đồng nữa. Chỉ bận váy mà chỉ leo dừa chứ kêu mình quay. Có chị Thắm vừa phải chị Thắm. Chị Thắm vừa phải thôi nghe, chị hại em cái gì. Để coi chị Thắm cái mặt đỏ cỡ nào đây. Bận váy leo dừa. Quay phim. Trời chị muốn hại mình hay gì á. Hồi nãy đi rất tiếc đi mua ốc thì không thấy cảnh đó. Chưa soi lên nó chưa.
Rồi xong. Rồi lẹ quá. Rồi. Cái này là cái bằng nạo quyền thổi nữa. Lâu mà. Lắm rồi đó. Tao hỏi từ thử thì không mà có mấy năm rồi đó. Ốc thì chưa chín, mình dọn lần lần trước rồi nha. Ừ, đây sẵn đây thầy đòi để cái dĩa đây hả thầy? Để đây đi bỏ cái dĩa. Ê nha ba, cô hai hả mà chưa quay xong mà phố cổ quá. Ủa chưa? Chưa nấu chín. Chưa nấu chín. Rồi. Rồi chờ chút xíu nữa ốc chín lễ ra là có dùng ngay. Nghĩ cây nước đây đây đi mà bác Tư nó kéo không được cho bác xài. Buồn thiệt, để hỏi lại coi. Dạ bác Tư có ấp được bầy gà nữa không anh? Thì luộc rồi đây cái gì lẻ ra không chị? Chưa lẻ. Ốc ốm nữa. Ốm mà sạch từ nếu ốm là sạch á. Nó gặm rồi. Mà mua mà chưa gặm là nó còn. Tại mình mua mình ăn liền mà. Rồi hay quá, tư lẻ lẻ quá. Cái này nó có con nhỏ nhỏ trong đây. Ừ, nó còn ốm cái con ốc này ốm này sạch rồi. Cái tâm nãy yếu quá ta. Đổi tâm đi, nó lại yếu. Nãy yếu thiêu nè. Hồi nãy giờ Thủy đi mua bánh tráng. Có bác Tư với chị Thắm à. Lễ, nãy mình phụ lễ. Đây, mới mua bánh tráng vậy hồi mình cuốn các bạn. Đây lễ được được đây nè, chén nè. Còn hơn phần nữa nè. Này không phải lễ chậm nha, tại vì con ốc nó nhỏ quá. Không có nhỏ. Không mà nói ốc nhỏ ăn ngon hơn chị ơi. Nó không có con ở trong á, ngon hơn. Kiểu như nhỏ quá, cái tâm nó bự hơn con ốc. Có gì đó nữa hả? Con thử coi. Con thử con ốc coi bự ra. Nói vậy mất cái chuyện cười. Ruột mà 2kg giờ dạ. Còn được 300 gram không anh? Đâu cân cân hơn thử cân 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 ơi. Chị Thám cân ơi. Rồi nhiêu đó cũng ngon rồi, nhiều rồi, ruột không mà. Không mà một cuốn cho anh 5 con thôi là nhiều lắm, nhiều cuốn lắm á. Thôi là chị ngồi đi đếm thôi. Rồi giờ mình vô trăm ha. Đây các bạn, giờ dọn lên rồi đây. Giờ mình có được cái dĩa ốc trắng lễ rồi. Dĩa dừa. Và hai dĩa rau. Trắng. Rồi nước mắm. Vậy là mình cuốn này dùng được rồi đó. Thấy là ngon gì đâu mà. Ngon, cuốn nước mắm ra đi. Cuốn nước mắm ra đi. Giờ ăn hết rồi, hết rồi. Thôi, có cái hộp tắc là chị nhé. Ừ, em thấy ngớt quá. Đang ngậm vô ua đâu có nói chuyện được, nói chuyện rớt rồi. Mới nói với Hiền là khen chị Thấm làm vô ua nó mềm, nó mịn. Mềm mịn như là da bé. Quảng cáo gì đó. Làm vô ua này bán lỗ chết. Ngon như bán lỗ chết. Tại vì nó ngon quá là sao lại? Đúng, ăn là biết nếu mà bán là lỗ. Tại ai làm một chiếc có 19. Không, cho anh hỏi nè, vậy ngon quá thì không lời mình làm mà dở quá ai mua. Thôi vậy mình không bán được rồi. Khổ quá. Làm dở rồi không người mua mà làm quá ngon thì bán không có lời. Vậy là sẽ biết phải làm sao. Bán cao giá lên được không? Cao giá chắc không ai mua mà. Như thế nào mà vừa ngon
vừa rồi. Mời cả nhà vô ăn. Đây là cái món này. Mời quý vị cùng thưởng thức ăn với ăn ốc cuốn lá cách dừa với mình nha. Rồi anh ốc trắng cuốn với dừa lá cách ha. Rồi để cũng được. Có bánh tráng nữa. Bánh tráng nữa. Bánh tráng mình cuốn dễ hơn. Cái đấy đụng đâu đó. Nè ngồi bên đây đi, cái chỗ này là anh Thủy nó ngồi nó bị tức. Không gọi, không gọi. Thấp ở dưới nè, ăn không có đơn. Thấp ăn không lợi chị Thấp. Rồi, đưa đi mới đi chơi chú Thịa. Thằng nội cái tủ, nó chảy luôn cái tủ. Vô phải thôi. Rồi, bác tay ngồi đó chứ. Này, chỗ chị nữa hả Thị? Chỗ chị nữa hả? Chỗ đó đó. Té nữa ra sao vậy thầy? Ở đây, mà móc quần quạt thằng xới này, đây lại đây. Gọt vậy. Rồi cho thử coi. Lá cắt của nhà chị Thắm thì lá. Đây lá cắt nha các bạn. Đó, trước khi mình có, mình quấn lá cắt đó thì mình rau thì mình để lá cắt lên cái bánh tráng nha. Mình sẽ mình hướng dẫn các bạn làm cái món mà ốc cuốn. Em cuốn bánh tráng. Ôi đi lá cách rồi. Em không cuốn bánh tráng. Lá cách với ốc được rồi ha. Vừa. Anh không biết cuốn, anh cuốn đổ thá tùm lum. Rồi, bà Tươi lấy cho con mượn cái giá, bà Tươi xúc ốc coi. Thôi thôi Tươi đây. Con cố tình lấy cái muỗng nhỏ đó. Đây bảo ngọn cái dĩa kê xuống cái tội. Đây nè các bạn. Chú Thuận làm thấy thảo quá à này nè, lấy xè nguyên cái bàn tay ra luôn. À, từ em á từ từ đi. Ừ. Em để hồi mượn Thủy cuốn em ké đi. Vậy Thủy cuốn cho. Ê, ao chấm cho. Thôi dùng trước đi. Con thử là hấp dẫn quá, trứng dành cái này quá. Nè, các bạn. Con muốn sao hấp lên cho. Nè các bạn, ha, các bạn thấy mình làm cái này hấp dẫn không? Thôi kệ anh thử đi. Anh thử nó đang chừng 3 cuốn là anh sẽ no rồi. Hấp dẫn không? Mình ăn hết chứ, ăn nhiều. Anh thử cái đang chừng 3 cuốn là anh no rồi. Đâu thử coi đi. Rồi cái cảm giác khác có như giống mình chị Thảm hôm trước không? Của chị Thảm á, bạn đó thì hôm trước lâu rồi nó không có bánh tét. Đúng rồi, hôm đó mình gói lá cách không à. Ngon thưa rồi. Cúng mấy bác rồi. Đâu có cái món này nó ngon hồi xưa tới giờ. Vậy hả? Nhưng mà lần đầu tiên mới ăn nè. Hình như cái ấy lá cứng là gì anh Hận? Cái trái cứng lấy cái bắp ra cho nó mềm nè. Chừng mặn này là lần đầu tiên mới ăn là chị Thắm. Đúng rồi, tuổi thơ em bất hạnh thiệt. Vậy là nhường chú ăn nhiều một chút á. Sao? Cảm nhận coi. Ngon. Thôi bác bán này cứng quá được. Thái vậy. Thôi mình lấy nước mình thái. Lấy cái tô nước này đi. Nước sôi nè. Chút mềm à. Dạ, nước sôi nhúng tay vô chắc ấm á. Nước lạnh được rồi, rất hay nước lọc được rồi. Em cuốn được mà. Sợ nó cứng á, nó cứng á. Nghe nó sồ cho thắng cuốn nghe sồ. Cứng quá, cứng hạ không nổi. Bắt tư gác cái không có găng nữa nè. Ủa. Nè bắt tay con cuốn luôn. Trời cứng quá chị, đặc biệt nè. Cuốn này đặc biệt là con ốc. Nói chung mình cũng thuận định cuốn cho bà Tư. Thôi con Thủy nó đi rồi mình mà tại cuốn bự quá ấy. Cho nên là sợ bà Tư không được cho chung thuận ăn. Em linh lẹ Thủy cưng đi chị tranh thủ chị múc ốc để thôi cần đếm. Mình bỏ cái tô nước mắm thôi em chia đi nha. Đó, rồi, đó. Mình tha nước vô đó cho bánh tráng cho nó mềm, dễ cuốn. Nè, mời cả nhà nha. Mời cả nhà ăn ốc cuốn bánh tráng lá cách với dừa. Cơm dừa nạo cháy nha các bạn. Vụ có nạo cháy trong đó không? Cơm dừa nạo cháy. Ốc nè, cơm dừa. Bánh tráng này nó dày ha, mình phải húng nước vậy. Mà tôi cắn nổi luôn. Ăn mấy cái món cứng rồi để từ ra không được, không khổ ghê không. Kéo ba bát nhắc. Nhiều quá. Ôm được có lý.
nguyên cúng này vô tuần tuần nước luôn hả? Tuần nước cho nó mềm. Lên đáng Tây Ninh nè. Chút xíu mềm hả? À, thấy giống nước giờ mềm mới giờ mềm rồi nè. Ừ. À, hết cuốn được rồi thấy ơi. Được không? Để vô xong rồi lấy cái bánh tráng nữa để lên. Để lên. Thành ra hai cái. Ừ. Không đếm mà thấy. Ủa? Đúng không? Nhiều dữ quả hơn thì 5 con rồi nha. Nghe nói đi. Dạ. Đó, anh Thượng làm đúng bài bản đó, lấy rau ở nhúng nước, lấy rau ở tha. Đúng rồi. Cái rau nó mát mình đây nè. À, cũng được không? Được. Đó, béo. Đó, giờ mềm rồi đó. Ở cái đó thì Tư để cuốn cái khác mềm mà Tư. Cuốn đó hay cực quá rồi thấy. Nó khó cuốn ha. Ừ, mềm quá. Ướt quá. Nên giờ nhúng rau đi. Hay. Hấp dẫn này ha. Thôi cho xin cái đó đi. Rồi. Ngon quá. Ừ. Cái món đơn sơ. Ngon quá bạn ơi. Ngon. Mà ốc cũng mình tại mình làm xiên đi bắt cũng có nữa, ốc nữa. Cái ốc ở vừa dễ nhất. Dễ bắt nhất. Anh Thượng, con ốc ốm là con ốc sạch đúng không? Đúng rồi, nó ốm. Mà mình gọng thường thời gian dài nó nhả hết, nó ốm như vậy. Ăn biết cái nào ngon là dở được. Cái cuốn luôn á. Cuốn là bự quá ha. Thì thấm đây. Thì thấm này gặp đi anh Thận cười không chứ ăn không được. Nói chơi chứ anh. Tại bữa nay là quay clip, quay video. Chứ thực ra chưa bao giờ ăn cuốn vậy. Ăn gọi cuốn vậy nó lấy cái tô rồi. Rồi bỏ tất cả vô, rồi bỏ xé cái này nè vô trong tô. Lấy muỗng múc ra. Vậy á, không biết cuốn. Mình ăn vậy cũng vô trong cái bao tử phải không? Bỏ hết. Vậy nay tập cuốn được rồi đó. Bỏ hết vô rồi bắt đầu xé bánh tráng rồi bỏ trong tô luôn. Rồi ăn. Chứ không biết cuốn. Ê, cái cuốn của mình đây. Ăn không? Lần sau là gành con. Còn bánh xèo thì ngay cái chấm hết. Còn bánh xèo thì người ta cuốn rau ở ngoài. Nó mềm hết rồi. Mà em cuốn bánh xèo ngoài. Vừa này phải nó khô chút nữa ngon. Nó béo mà cũng béo tự mềm mềm á. Mới béo ngon chứ. Tôi sợ vừa mà dày quá ăn nó sảm. Cứng quá nó sảm. Chị về bịch nó cách ở trong tủ lạnh chị thật thiệt. Trời ơi. Chị là quá lạnh đó chị. Nó cách mấy hái vừa mới ngon. Quá lạnh. Cái chị hái. Mới hái luôn phải không? Chị cái chị bẻ cái cục móc, cái móc nó nhắn xuống. Thì hay rồi đó. Ở mà thấy nó cao phải không? Ừ, cao lắm, cái cách nó cao. Không, em gói cho anh cuốn nè. Nãy giờ chị ăn cuốn nó mà. Chị thì chưa ăn á. Dạ con có ăn cuốn rồi. Thì ăn hết cuốn nó đi, anh tắt máy nữa chứ. Hả? Bắt rồi. Ăn đó đi, cuốn nó tắt. Máy anh Thượng tắt rồi hả? Nãy em đi ngang, em sợ chị em máy, em giúp đi ngang. Mới nó không á. Nhìn kỹ cái máy ngóc có hơn 5 con không? Cái này chắc hơn quá. Cái này tại sốc tự nó vô nha. Mà cuốn nó cho kìa, cuốn nữa. Dạ được thì rồi, tới con. Rồi, mời cái nhà dùng mình nha. Đó, nào lấy gì dĩa ốc à, ít á. Cá dùng hết dùng nha, quá trời còn chưa được nữa dĩa đó nha. Này, có vậy chứ nhiều lắm. Rồi. Cái ốc á, mình ăn không á thì mau ngán anh Thần. Ừ, khoan, đợi chút. Hai cuốn rồi nha.
rồi rồi đúng vậy. Hai cuốn là hai cái tâm để riêng á. Mà anh có lựa tâm mập nhất trong đó không? À, mình gói vừa vậy mà ăn chừng nào bỏ hết hết bó tâm này nghỉ. Clip video của Trung Thượng đến thăm nhà bà Tư đến đây kết thúc, tại thời lượng cũng khá là dài á. Mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình nha, tại vì cũng tốn đi một thời gian ăn ốc quá trời lâu. Rồi hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Rồi, đây các bạn. Mình hồi nãy giờ ăn cũng vui lắm các bạn. Rất là ngon. Cái món này là ăn thấy ngon hả vậy? Ngon. Clip của Thủy cũng đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian là theo dõi mấy nhóm này. Thủy xin chân thành cảm ơn. Xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Thủy có động lực quay video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha.